qua cái bài thơ của anh Khương, bộc dân, tôi nghĩ rằng nên tặng. Nên tặng. Ngoài ra, tôi cũng hai anh nữa thôi sẽ tặng, tặng một người được, dạ. Đọc chung được hết. Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ rồi, 71, 70 tuổi mới làm được rồi. Là cái bài tập này, dạ. Là già mà mê, tức là cơm mê chiều. Mê chiều hơn. Dạ, à, cơm mê chiều. Cơm mê chiều. Đây, và trong này á, tôi mới ăn chạy lên xem có những hình ảnh hơi khó coi, dạ. Hình ảnh hơi khó coi chúng, tuy nhiên nó đòi hỏi cả một cái ví dụ. Trời ơi, quá là chồng người bạn bỏ cái hình này, à, ví dụ đoạn khúc chơi. Kiều Nương, dạ. Hơi khó coi lý do. Em coi dễ lắm. Không không, bởi vì thế này. Tôi biết. Đây là một trong danh tác quốc tế. Dạ. À, của một cái văn sĩ nổi tiếng của Hy Lạp là Kazantzaki. Dạ. Nếu ai đọc Kazantzaki, có người chọn anh thứ ba của người chịu chơi. Dạ. Và Vương Đã Tà, thì thấy rằng cái quan điểm của Kazantzaki tôi cung cấp và tôi sẽ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ máy nó hoạt động được rồi. anh đọc lại cho em giùm em cái bài thơ lại để em ghi hình đúng cái giọng Huế rồi mới được. Rồi anh đọc lớn tiếng lên ha. Giọng Huế tôi đi mấy chục năm để ông này đọc. Không anh đọc nó mới rồi ảnh này phải đọc bài khác. Em đã có tính rồi, anh tiến tốc. Dạ. À, nói thật thế này, anh em chúng tôi. Dạ. Đắc sân chưa? Đắc sân. Anh em chúng tôi á, xa Huế hơn 50 năm. Dạ. Và nói về Huế làm cái gì say sức. Dạ. Nói về Huế làm cái gì buồn và không thể diễn tả được ngôn từ. Dạ. Cho nên khi nhận được bài thơ này, dạ. Bốc dưng, tôi cảm thấy tâm đắc. Dạ. Vì thế mà tôi thứ nhất như hồi nãy tôi nói là tôi tặng ăn tập. Dạ. Thứ hai là vì chỉ nhấn phải một mình ăn mà tất cả các bạn ăn thông cảm nghe. Dạ. Rồi thì tôi xin đọc cái bài của anh Phương viết về Huế. Viết về Huế tôi một cái vùng đất mà khi tôi bỏ Huế ra đi á, tôi nói với người con gái ngày xưa rằng lúc trở về anh sẽ đeo tương lai này được. Nhưng rồi sau 30 từ tôi 15 xin đọc lại. Vàng ngừ phân vân ngày lượng lừ, thềm hương sương khói lành theo buồn. Huế như chiều buồn 30 Tết, năm cứ qua rồi năm mới chưa. Giờ chị Riêu Phong làm lễ từ, công nữ đâu giờ vắng ngự viên. Buồn hương khăn tím chiều cung cẩm, vàng ủa ngũ đồng thu mãi hiên. Trăm năm xiêm áo màu phai bạc, điêu tàn đâu biệt đại quân vương. Giờ chỉ trắng xưa còn ảnh cũ, đêm thâu soi bóng bóng vô thường. Chữ vô thường này là chúng tôi rất tâm đắc. Dạ. Đây là quy luật. Dạ. Đời sống là vô thường.